Vâng, xin chào mọi người nha. Hiện tại mình đang muốn bán cái vườn siro này mọi người. Đây là cái cây đó nè. Quay cái góc trước cho mọi người xem ha. Đây mình trồng tầm 3 năm rồi mọi người. Mà ít chăm sóc á. Chứ mình trồng dày quá. Cho nên nó hơi lâu lớn mọi người đó. Trồng hơi khít đó. Chăm sóc cũng khó nữa mọi người. Nên mọi người nếu mà muốn trồng thì mọi người mua cái lô này về mọi người trồng ha. Mọi người có đất rộng á, mọi người trồng thưa ra chừng này mình trồng có chưa đầy 1 mét một cây nè, nên nó không đủ nắng á. Về mọi người trồng khoảng chắc tầm 2 mét một cây đi ha. Nếu mọi người có đất trống á mà không có làm gì, mọi người trồng cái cây này nè, nó rất là dễ chăm sóc á và cũng khá là mau lớn. Này mình không có chăm sóc gì hết trơn á, chứ nếu mà chăm sóc phân thuốc rồi trồng mà nó đủ nắng đâu là nó lớn dữ lắm á. Vườn này mình có khoảng 1.000 cây mọi người. Mọi người mua đi, mình sẽ để cái giá hữu nghị ha, giá rất là rẻ luôn. Chứ bây giờ tới cái giai đoạn này là mình không có chăm sóc được nữa nè, nhiều quá trời khít rồi mình không có vô trong đó mình lấy phân gì được nữa. Số trong đó là nó cao hơn 2 mét rồi, còn số này thì nó lùng lùng, nó khoảng 1,5 mét. Này mọi người liên hệ với mình để thương lượng cái giá nha. Nếu mọi người mua hết thì mình bán rất là rẻ nha. Còn muốn ví dụ mua một vài trăm cây thì khác. Mình mong muốn là bán hết luôn. Nếu mà mua hết mình để cái giá thật là rẻ cho mọi người nha. Rồi mọi người cần thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0917072138. Nếu ai không mua mà biết cái chỗ nào mà cần mua giới thiệu cho mình thì mình cũng trích hoa hồng cho mọi người ha. Vườn của mình ở một cái bắc Bến Tre nha mọi người. Đang cần bán lắm luôn mọi người. Rồi chào mọi người nha.